Hana xin chào tất cả mọi người Tiếp theo video này thì mình cũng đăng lại một số kiểu áo đồ bộ nữ ha Thì à, mọi người có liên hệ đặt hàng mai thì liên hệ qua số điện thoại là 0817636479 Thì à, mình kết bạn Zalo rồi để mình gửi những cái mẫu giải qua cho mọi người lựa nha Thì đầu tiên đây là một cái áo cổ thuyền à, tay đổ ship ly Thì à, trên cái thân áo trước thì mình có phối đen ha À, làm giống như hai cái cọng dây nơ nè Rồi à, trên vai thì à, mình à, xây một cái hoa hồng ha Đến một cái hoa hồng Thì à, nhìn cái kiểu áo này rất là cưng nha Cái à, tay đổ này mặc rất là dễ thương à, Thì lo lo có được một kiểu hơi trẻ trẻ xíu ha Chứ thường thì à, Mai cho đa số là đồ trung niên nhiều đồ trung niên thì mai kiểu cọ thì cho nó người có có tuổi rồi cho nên không có kiểu cọ nhiều ha. Rồi tiếp theo là một bộ cổ vuông tim. này kiểu này nhìn đơn giản mà cũng rất là dễ thương nè. Thì cái mẫu này ha. mai cho người trên 70 kg nha. Mình mặc đỡ lên con canh này để mình coi cái kiểu áo. Đó, cổ vuông tim mình phối ha Đó, cái uh, trên áo có quả tiết mà xanh dương thì mình phối mà xanh dương hai bên ha ủi hộp lên Đó, nhìn cái, cho kiểu áo nó lạ lạ xíu ha tay thì tay lưới ép nhung mà có bo tay Rồi tiếp theo là một bộ lọng ghép ha, mình rã đô thì trên cái phần rã đô này mình có may dây kim tuyến nè dây à, kim tuyến răng cưa ha rồi à, trên cái phần à, rã đô trên đó là mình lọng ghép ha mình lọng ở bên trong á cái thân áo à, của vải chính ha còn cái phần phối thì phối à, màu đỏ đô thì trên áo nó có chi tiết màu đỏ đô đó cho nên mình phối màu đỏ đô cho nó tiệp màu ha tay thì cũng tay lưới ép nhung có bo tay cổ u tròn nhìn cái kiểu áo này rất là hay ha rồi tiếp đến là một bộ thun màu đen xô len thì mình phối ren ha tay thì cũng có bo tay áo cổ vô tim ha có ren đứng nè thì phần trước là mình rã đô À, mình rã dưới chân ngực ha à, và à, rút giống trước ngực có kết ba uh, cái nút mặt trai nhìn cái uh, mẫu áo này mặc rất là sang nha rồi tiếp theo sau là một số áo cổ tim của một chị khách nha chị khách này chị thích áo cổ tim đó làm đây là một mẫu cổ tim ha dạng um, rã phối tim uh, tim chồng ha, tim đắp chéo thì uh, mình kết ba cái nút uh, ngay cái khoảng chéo đó đó, mình kết ba cái nút nhìn nó đơn giản ha nhưng mà nó uh, nhìn nó cũng có cái điểm nhấn cũng hay áo thì có bo tay Nhìn phối màu đen ha nhìn cái áo nó cũng nổi rồi tiếp đến cũng là một bộ cổ tim phối à, cổ tim rã phối nè rồi cũng là một cổ tim chồng chồng qua ha cũng kết ba cái nút nó, nó hơi khác cũng là dặn vậy nhưng mà mình may nó hơi khác xíu thì áo à, tay dúng có bo tay những mẫu này rất thích hợp cho các chị trung niên nha à, các cô các gì à, có tuổi rồi mình mặc những cái kiểu này cũng được rồi, tiếp theo là một cũng là một bộ cổ tim ha Một cũng là tim đắp chéo nè rồi à, trên cái phần rã ra đó mình phối màu đen đó mình mai hai cọng dây viền lên trên cái phần tim phối đấy, ha. đó ha, tay nhìn cái um, cổ tim nó khác hơn, đó là thêm một mẫu cổ tim nữa, tay thì à, tay thường thôi, xe à, biên tay, cửa tay ha, rồi tiếp theo là một bộ cổ tim có bèo Rũ. Đây là cổ tim bèo rũ thì tay thì cũng tay thường ha xe biên cái cửa tay thì chị mai năm bộ ha mà hết bốn bộ cổ tim rồi thì chỉ duy nhất có một bộ là cổ tròn thì mẫu cổ tròn thì mình cũng rã đô nè phối màu đen thì trên cái cái đô này thì mình có mai những cái à, cọng dây ha dây dây dặn như là dây lộn á rồi mình mai có đăng có đăng làm kiểu ha thì tay không tay thường thôi thì, thì chị này cũng thích đơn giản thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ha thì mọi người có ủng hộ đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0817636479 nha. Thì yeah, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. À, mình xin tạm biệt nha.